quan viên hai họ. Kính thưa ông bà, cô bác, cậu dì có mặt trong buổi lễ hôm nay, thưa các anh chị em, thưa bạn bè thân hữu và các cháu có mặt trong buổi lễ thành hôn của chúng tôi ngày hôm nay. Với sự đồng ý của gia đình hai bên, hôm nay chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai con của chúng tôi. Tôi xin đại diện cho hai họ là bạn trai và gái để xin có một đôi lời cùng với tất cả các quý vị khách quý. Tôi tên Trần Hữu Lợi, hôm nay là ngày lành rất tốt và chúng tôi là tổ chức lễ thành hôn cho hai đứa con của chúng tôi. Đã từng con là chú rể là Trần Hữu Phước và cô dâu là Hồ Nguyễn Hương Thảo có mặt ngày hôm nay. Trong buổi lễ ngày hôm nay, chúng tôi thành thật gửi lời chúc sức khỏe và kính chào với lại tất cả các quý vị khách quý có mặt ngày hôm nay đã nhấn chút thời gian quý báu và từ xa đến để tham dự lễ thành hôn của con chúng tôi. Chúng tôi thật vinh dự và cảm ơn sự góp mặt ở hiện diện của quý vị để chúc phúc cho hai cháu trong ngày lễ thành hôn ngày hôm nay. Chúc quý vị trong ngày buổi lễ ngày hôm nay nhiều hạnh phúc, mạnh khỏe và an khang thịnh vượng cùng với lại trong sự nghiệp cũng như là trong công tác, và cũng chúc cho hai cháu hai con 100 năm hai cháu hạnh phúc. Trong buổi lễ tổ chức ngày thành hôn hôm nay, nếu có gì sơ suất chúng tôi xin quý vị niệm tình tha thứ. Và tiếp tục chúng tôi xin phép mời tất cả các quý vị khách quý cùng nâng ly để chúc phúc cho hai cháu. Chúc quý vị thật ngon miệng và vui vẻ. Xin kính trân trọng kính chào. Xin cảm ơn.